Ôi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn làm sao để cải thiện cái nhận thức và làm sao mà phải biến cái cải thiện đó trở thành một cái hành động để các bạn có thể đi đến, các bạn hành động được để các bạn có thể thành công nhanh hơn các bạn. Bây giờ các bạn, đa số những người ngoài kia là người Việt Nam mình rất là thông minh, do đó người Việt Nam mình nhận thức rất là giỏi. Còn có việc cải thiện cái nhận thức của người Việt Nam mình thì chỉ cần họ tiếp xúc với lại công nghệ thông tin là người ta đã cải thiện rồi. Người ta cải thiện cái này để làm gì? Để người ta biết được cái thông tin trước kia, họ học được, họ nhận thức được qua giáo dục, qua báo chí, qua sách vở là không đúng. Thì bây giờ họ tiếp xúc được cái công nghệ thông tin, họ học được những cái văn hóa ở nước ngoài thì người ta đã cải thiện được rồi các bạn. Rồi bây giờ khi mà họ đã nhận thức được rồi, họ thấy những cái cũ đã sai, những cái mới nó đã đúng, áp dụng được tới hiện tại, thì làm sao cái năng lực hành động nào và làm thế nào để cải thiện cái năng lực hành động, để cái sự hành động của họ khi mà bạn hành động á thì mới ra kết quả, đúng không bạn? Khi mà bạn không hành động á, bạn là thiên cờ là nó sẽ đâu có kết quả đâu. Những cái ông mà bác tiến sĩ rồi này nọ, ổng chỉ suy nghĩ thôi, đâu có ra ra kết quả các bạn. Khi mà họ hành động á thì không biết là ra kết quả hay là không, không biết là thành công hay là thất bại. Nhưng mà khi mà bạn không hành động thì chắc chắn là không được cái gì rồi. Bây giờ phải hành động các bạn, phải hành động thì mới ra được kết quả. Mà kết quả đó bây giờ người ta nói là kết quả là cái bức tranh phản ánh được cái sự thành công của bạn. Bây giờ mình hỏi các bạn một câu thôi, các bạn muốn người ta trả lương các bạn theo giờ, theo ngày, theo tuần, theo 2 tuần, theo tháng, theo năm? Cái đó là bạn đi làm công, đúng không? Bạn làm công người ta mới trả bạn theo vậy. Hay là bạn muốn người ta trả theo cho bạn theo kết quả, theo hiệu suất của công việc của các bạn? Bạn thích cái nào hơn? Mình để cho bạn suy nghĩ chút xíu. Bạn thích cái nào hơn? Mình phân tích chút xíu nha. Nếu bạn được trả lương theo giờ, có một số bạn học viên của mình bây giờ hiện tại cũng đang được trả lương theo giờ. Bạn trả lương theo giờ thì bạn chỉ là người đi học việc thôi. Thì cao lắm khi bạn học được việc rồi thì bạn sẽ làm cho người ta đúng cái công việc đó. Bạn trả lương theo ngày thì coi như bạn giỏi rồi, người ta trả lương theo ngày, rồi theo theo tuần, theo tháng, theo năm. Bạn vẫn là người đi làm công. Bây giờ mình hỏi các bạn nha, bạn làm từ đầu năm tới cuối năm, bạn bỏ ra 365 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 1 tuần bạn làm. Nhưng mà có một cái người nào đó, nguyên một năm bạn làm đi, bây giờ mình nói nguyên một năm bạn làm, bạn người ta trả lương cho bạn, mình nói tốt luôn á, ở bên Úc á, mình nói người ta trả lương cho bạn 50 ngàn một năm, cũng khá là nhiều tiền các bạn, gần bao nhiêu thôi mình không đổi ra tiền Việt đâu, các bạn tự đổi ra giúp mình nha, 50 ngàn năm rồi nha. Rồi ok, bây giờ thì chia ra khoảng một tuần bạn được 1.000 đô đó. Ok, bây giờ có một người nào đó, cái công việc của bạn, mình nói công việc marketing đi, bạn làm vậy đó, marketing bạn, người ta trả lương bạn 50 ngàn, thì cái lợi nhuận bạn đem lại cho người ta phải từ 100 ngàn cho tới khoảng 1 triệu đô. Bạn hiểu ý mình nói không? Công ty nó bỏ tiền, nó trả cho bạn 50 ngàn thì có nghĩa là nó phải lợi, nó trả tiền cho bạn, nó phải đóng thuế cho bạn nha, nó đóng bảo hiểm cho bạn và đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm nhiều thứ lắm các bạn, rồi đóng tiền lương hưu cho các bạn nữa, nên nó bắt buộc nó phải lợi ít nhất phải gấp đôi, ít nhất là gấp đôi, mà ít khi nào mà nó gấp đôi lắm, ít nhất là mình nghĩ là gấp 4, gấp 5 lần, là công ty nó sẽ thu được từ 100.000 đô cho tới hơn 1 triệu đô một người á. Một người đó nha các bạn, chứ không phải là giỡn đâu, một người đó. Ok, các bạn hiểu hiểu cái bài toán này nha. Khi mà nó đạt được cái điều đó rồi đó, chuyện gì xảy ra các bạn? Tại sao nó trả bạn như vậy mà nó kiếm được bao nhiêu tiền? Các bạn phải hiểu, làm ăn kinh doanh nó phải có lời nó mới làm, nó không có lời nó không bao giờ làm. Các bạn nhớ cái này nha, luôn luôn nhớ cái này, không lợi không làm. Rồi ok, thì bây giờ bạn muốn, bạn là người tạo ra cái số tiền từ 100 ngàn cho tới 1 triệu không? Hay là bạn muốn, bạn là người nhận được số lương có 50 ngàn không? Bạn thấy nó xứng đáng với bạn không? Nếu bạn thấy nó không xứng đáng với bạn, bạn phải suy nghĩ làm cách nào để tôi có được từ 100 cho tới 1 triệu đô một năm, chứ tôi không còn muốn cái mức lương 50 ngàn một năm nữa. Đó. Thì khi mà bạn thấy cái điều đó nó không có công bằng cho chính bản thân bạn, thì bạn phải suy nghĩ bằng cách nào để tôi thoát ra khỏi cái vị trí đó mà tôi vẫn vẫn có được cái số tiền tôi mong muốn,
là nghĩa bạn muốn 100 ngàn cho tới 1 triệu một năm, bạn phải nhảy ra, bạn phải đang ở chỗ này thì bạn phải nhảy ra chỗ này, bạn phải làm cái gì đó vượt qua vùng an toàn của chúng bạn, và bạn phải vượt qua cái công ăn việc làm của các bạn để bạn đi tới đó. Thì từ làm công bạn phải chuyển qua làm tư, bạn đi ra làm tư mà bạn vẫn muốn kết hợp với công ty đó bạn làm, nói ok bây giờ cái công việc của em là em hiểu rồi, bây giờ em sẽ ra em mở công ty, em muốn hợp tác với anh làm. Người ta sẵn sàng, người ta vui vẻ. Đối với mình rất là vui vẻ khi những cái người nhân viên của mình nói điều đó. Mình sẽ chúc phúc cho họ và mình sẽ giúp họ ra để họ thành công như các bạn. Những công ty khác thì mình không biết, còn mình rất là thích khi mà hợp tác với những người nhân viên của mình để mà làm được những cái dự án đó. Tại sao? Khi mà họ ra họ làm ở đó, họ được 1 triệu đô một năm đi, mình nói tốt nhất họ được 1 triệu đô hoặc là 500 ngàn, 500 ngàn đô một năm, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì mình ngồi không, mình có tiền commission khoảng 40%, họ có 60%, mình đưa cái contract cho họ, cái hợp đồng cho họ, họ làm. Mình không cần phải có trách nhiệm gì hết. Các bạn thấy khỏe không? Đó, các bạn nên làm theo kiểu này là hệ thống hóa nó. Và khi mà bạn nghĩ được như vậy á, thì cái năng lực hành động của bạn nó khác. Bây giờ mình không nói gì xa các bạn. Bây giờ muốn năng lực hành động của bạn tăng lên đúng không? Không, điều duy nhất mà mọi người không chịu hành động. Đó là sao các bạn biết không? Bạn chưa có người đuổi các bạn chưa chịu chạy. Mình kể cho bạn nghe câu chuyện này nha. Có một cái ông già này đó các bạn, ông bệnh, ông đi không nổi, ông đi không nổi, ông phải chống gậy rồi này nọ nữa các bạn. Nhưng mà khi mà ông đi mà ông gặp cái sự cố đó các bạn, có người ta đám đánh nhau ở bên kia đường, ông thấy nó cầm cây cầm gậy nó chạy tới, ông sợ quá, ông quýnh quá, ông quăng gậy, ông chạy được luôn các bạn. Đó, đó là một cái ví dụ. Cái ví dụ thứ hai, khi mà bạn cứ nghĩ đi, bình thường khi bạn muốn vượt rào thì bạn nói trời ơi, cái hàng rào đó nó cao quá, tôi không nổi, tôi vượt qua không nổi đâu. Nhưng các bạn cứ tưởng tượng nha, đằng sau có một con chó bạc rê nó dí các bạn. Bạn không nhảy là nó cắn các bạn, nó kéo quần của bạn hoặc là nó cắn vô đít các bạn. Thì các bạn làm gì? Bắt buộc các bạn phải nhảy. Mà các bạn không phải nhảy thường đâu, bạn nhảy bay một phát là qua hàng rào, phi thân một phát là bay lên nóc nhà luôn các bạn. Có nghĩa là bạn cần phải có một cái người đó để đuổi các bạn, người dí các bạn, cái nào thúc đích các bạn, lửa đốt phần sau lưng các bạn thì bạn mới chạy được. Phải có một cái gì đó nó nguy hiểm đặt vào cái tình thế là mình bắt buộc phải hành động thì bạn mới hành động được. Ví dụ bây giờ bạn đi làm công, bạn đang thấy an toàn, ok, mỗi tháng tôi kiếm được 5-10 triệu, 20 triệu gì đó, ok, tôi về tôi sẽ sống sống thoải mái với gia đình tôi, tôi dạy và tôi ra khỏi nghiệp chi. Bạn không có cái động lực nào để bạn ra khởi nghiệp hết. Bây giờ bạn phải làm sao để cho mình có động lực ra khởi nghiệp? Bây giờ bạn muốn con cái của bạn đi học trường quốc tế không? Bạn muốn gia đình các bạn sống cuộc sống hạnh phúc hơn không? Thì bắt buộc phải 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 làm những điều đó thôi các bạn. Các bạn phải tự tự mình đốt cháy cái thuyền của mình để cho các bạn có thể nhanh chóng đi về đích các bạn. Các bạn đừng có sống trong vùng an toàn, đừng có mà ngồi đó ok thôi, cuộc sống của tôi rất là sướng rồi, tôi không muốn vất vả thêm nữa, tôi không muốn ra ngoài kia chi cho nó mệt. Bây giờ mình kể cho các bạn nghe câu chuyện đốt thuyền nha, bạn nào thích thích nghe không? Kể cho các bạn nghe chuyện rồi các bạn nhớ giúp mình chia sẻ video mới được chứ. Mình kể cho các bạn nghe, các bạn phải cái gì nó phải năng lượng nó phải qua nó lại, các bạn giúp mình chia sẻ video đi, giúp mình chia sẻ video này cho mọi người coi đi, chia sẻ trên Facebook. Rồi bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh luôn, bấm nút đăng ký và bấm nút chuông kế bên luôn để nhận được những video mới nhất của mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện đốt thuyền nha. Ngày xưa có một tại một hòn đảo nhỏ thôi các bạn. Ở trên đảo đó là nó có khoảng 2.000, 3.000 quân và một cái thuyền nó đi đến đó để nó chiếm cái đảo đó. Cái ông captain, là thuyền trưởng đó các bạn, ông nói thấy bà rồi, trên thuyền của tôi có 500 người à, mà tôi biết quân địch nó tới 2-3 ngàn người lận, bây giờ sao đây? Đó là ông suy nghĩ hoài à. Rồi xong mấy thằng lính của ông cũng vậy, nó cũng suy nghĩ chứ, trời ơi, sao nghe phong phanh là tin ở trên đảo nó có tới mấy ngàn người lận, sao mình thấy quay lại sao thấy có 500 mạng à, kiểu này là bỏ mạng nơi xa trường rồi, bây giờ sao đây trời? Đang ở nhà yên vui với vợ, nấu ăn vui vẻ vậy, ở nhà hạnh phúc với con với cái,
ngắm vườn, ngắm hoa, trồng rau, nuôi tầm rồi. Tự nhiên đùng cái kêu xuất quân, rồi bắt đầu ra quân, cũng xuất quân luôn á. Chạy không kịp, rồi lên thuyền, rồi bắt đầu suy nghĩ, nói trời ơi, bỏ mạng nơi xa trường rồi sao về với vợ với con đây? Bây giờ sao đây? Bắt đầu mấy người đó bắt đầu người ta lo ra, người ta mới suy nghĩ, ok, không ổn rồi. Vậy người ta cái trạng thái mà người ta ra trận, các bạn tinh thần không cao là chắc chắn là không bao giờ đánh được các bạn. Rồi với ông thuyền trưởng khi mà đã tới bờ rồi, đi nhẹ nhẹ vào bờ, xong ông thuyền trưởng sai hai người quay trở lại đốt cái thuyền nó liền các bạn. Đốt cái thuyền nó xong mấy người trong kia 500 quân của ông nữa, trời ơi sao đốt thuyền ấy, bắt đầu nó nháo nhào lên. Cái ông đó ông tập hợp quân lại. Ông nói, tôi nói cho các bạn biết, ở trên cái đảo này nó có khoảng 3.000 người, 3.000 quân lính đó. Bây giờ các bạn chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là chôn xác nơi đây, bỏ mạng nơi xa trường. Hai là các bạn sẽ xây lại, hoặc bạn sẽ build lại, bạn làm lại một cái thuyền mới để các bạn đi về. Cái thuyền cũ tôi đã đốt rồi. Các bạn có hai sự lựa chọn. Một là sống, hai là chết. Không còn sự lựa chọn thứ ba. Tùy theo các bạn. Nếu các bạn chiến đấu thắng trận này thì ngày mai build lại thuyền, đi về đón con, vợ con, gia đình đi qua hòn đảo này sinh sống. Còn nếu không thì bỏ mạng thôi. Rồi khi ông nói xong cái câu này, 500 chiến sĩ, 500 chiến binh tinh thần lên cao như phủ bão, ngay trong đêm đó tiêu diệt 3.000 quân, rồi sáng mai build lại, làm lại cái thuyền rồi trở về đón vợ con qua các bạn. Các bạn, cái vấn đề ở đây á là các bạn dành quá nhiều thời gian để các bạn làm một cái việc gì đó. Bạn dành cả tuổi thanh xuân để đi làm công và bạn thực hiện ước mơ tự do tài chính, tự do thời gian và giấc mơ làm giàu cho cái người chủ của các bạn hiện tại đó. Tại sao cái giấc mơ của bạn, bạn lại quên cái giấc mơ làm giàu của bạn, bạn quên cái giấc mơ thành công của các bạn? Bạn có muốn khẳng định cái tên tuổi của bạn, các bạn có muốn khẳng định cái ý chí của các bạn, và các bạn xứng đáng để các bạn nhận được những cái điều tốt đẹp nhất của cái đất nước này, của cái thế giới này mang lên cho các bạn không? Mình nghĩ là tất cả các bạn đều xứng đáng để nhận được điều đó hết. Nhưng mà cái vấn đề là các bạn không chịu đốt cái thuyền hiện tại của các bạn. Các bạn không chịu book cái vé máy bay để các bạn bay. Các bạn không, ví dụ như các bạn đi muốn đi du lịch đi, các bạn nói ôi năm nay tôi bận quá, năm nay công ăn việc làm nhiều quá, làm không xuể, nhiều đơn hàng quá, rồi đi làm công cho người ta mà làm có thời gian nào xin nghỉ, sợ chủ chủ đuổi đủ hết con cái rồi nó chưa lớn rồi phải lo này nó kia. Các bạn thử một lần, các bạn book vé đi, book vé máy bay đi các bạn, sáng mai sáng mốt hay ngày nào đó các bạn book xong là các bạn bắt buộc các bạn phải bay thôi, không bay mất tiền. Cái gì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến cái gọi là cái quyền lợi của các bạn á, là các bạn nhảy sổ lên liền. Bây giờ mình nói các bạn hãy đốt cái thuyền của bạn đi, đừng có để cái thuyền đó nữa thì các bạn mới thành công được. Các bạn hãy book vé máy bay đi thì cuộc đời của các bạn sẽ bay ra những cái chuyến bay đó, rồi các bạn sẽ đáp đến những cái vùng đất tốt hơn, những cái vùng đất hạnh phúc hơn, những cái vùng đất mà các bạn có thể thành công hơn, giàu có hơn các bạn. Còn các bạn đang ở hiện tại là các bạn vẫn còn đang ở trong cái vùng gọi là cái vùng hiện tại của các bạn thôi. Mọi người cứ hỏi mình, anh ơi em làm như vậy 20 triệu rồi, bây giờ làm sao để em lên 40 triệu? Thì mình hỏi các bạn, ủa các bạn làm 20 triệu xong rồi, tới lúc đó là cái điểm giới hạn của các bạn rồi, bạn không học tiếp thì các bạn sẽ không lên được 40 triệu. Tại vì cái vùng an toàn của bạn là đang ở 20 triệu, bạn muốn lên 40 triệu bạn phải vượt qua cái vùng an toàn đó, bạn phải học những cái kỹ năng khác để bạn mức lương của bạn cao lên, hoặc là bạn đi ra và bạn làm kinh doanh tự do, bạn làm tư á, thì mức thu nhập của bạn ví dụ như mỗi tháng là tiền lời là 20 triệu thì nó nằm ở đó hoài luôn, nó sẽ không lên được đâu. Bạn muốn lên là bạn phải đi học những cái kỹ năng khác, bán hàng kiểu khác và bạn chốt sale kiểu khác thì nó mới lên được các bạn. Cái vấn đề ở đây là bạn không chịu phát triển cái này thì cái tiền nó sẽ không đi theo thôi các bạn. Tiền nó sẽ đi theo chung với lại cái kiến thức. Có một số bạn hỏi mình là, ủa anh ơi, sao mà em không có làm được mấy chuyện đó mà sao những người khác người ta làm được? Bây giờ làm sao để mà em làm giống được như họ? Các bạn, rồi người ta nói ok, những cái ông mà hôm bữa mình đi hội thảo
có mấy bạn nói vô những cái ông này là mấy ông thánh chém gió, người ta không có làm được, người ta chỉ nổ người ta ấy thôi. Các bạn, cho dù người ta có nổ hay là người ta không có nổ thì mình không cần quan tâm, mình quan tâm là cái phương pháp của họ. Bạn hãy quan tâm tới cái phương pháp của họ, cái phương pháp họ chỉ bạn làm, bạn hãy áp dụng cái phương pháp đó vào cái cuộc sống của bạn, vào cái việc kinh doanh của bạn, vào cái việc khởi nghiệp của bạn, coi coi nó có thành công hay không các bạn. Còn cái chuyện thành công của người ta thì mình chúc phúc cho người ta thôi, còn cái chuyện gì kệ của người ta kệ, mình chỉ học cái điểm nào tốt của người ta thôi, và điểm nào người ta thất bại mình sẽ rút kinh nghiệm cái điểm đó để mình đừng có bị lỗi nữa thôi các bạn. Còn cái chuyện cá nhân của người ta, còn cái chuyện người ta nói lừa đảo hay gì đó, mình không quan tâm đến chuyện đó, mình chỉ coi coi cái điểm nào mình không bằng người ta, mình học điểm gì người ta đã từng thất bại, mình rút kinh nghiệm rồi xong, để mình đừng có bị thất bại giống như họ tiếp theo nữa, và mình rút ngắn cái con đường đó xuống để mình nhanh chóng mình tiến tới đích các bạn, đích mà mình mong muốn đó. Các bạn hãy làm giống như mình đi, các bạn đừng có nghĩ ok ông này đó này, và một số bạn nói ok vào kinh doanh mà thấy mấy người kia đã kinh doanh nhiều rồi, người ta thành công nhiều rồi, thì bây giờ làm sao để mà em được giống như họ? Dễ ăn các bạn, các bạn phải làm quen với những người đó, các phải phải lân lê lại chơi với những người đó để làm gì? Để người ta kết bạn với bạn trước đó, tạo cái mối quan hệ với người ta để làm gì nữa? Tạo mối quan hệ với người ta để người ta làm gì? Người ta nói chuyện với bạn, người ta kết bạn với bạn, khi người ta có những cái good deal thì tất nhiên, ví dụ như người ta có nói cái good deal khoảng 2 tỷ đi, bạn không có 2 tỷ, bạn có 200 triệu, làm gì các bạn? Anh ơi, em chơi với anh cũng mấy tháng rồi, bây giờ anh có cái nào good good cho em hùng chung với anh chứ? Nó nói, ôi này dễ thương nè, này nói chuyện dễ thương nè, thôi đi đâu nó cũng đi theo nè, nó muốn học hỏi kinh nghiệm, thằng này nó có cái chí tiến thủ nè, ok anh cho em theo 10%, ok có 200 triệu bỏ vô, ok làm giấy tờ đàng hoàng, em 10% anh 90%, hai anh em mình hợp tác làm rồi hợp tác đầu tư đó các bạn. Kiến thức của bạn tăng lên, mối quan hệ bạn tăng lên, bạn lo gì mà không giàu được các bạn. Cái vấn đề là bạn có, khi mà người ta nói ok hôm nay tụi mình đi coi miếng đất đó nha, nói ngày mai 8 giờ đi coi nha, anh ơi ngày mai 8 giờ em phải đi làm rồi, sao em đi coi chung với anh được? Rồi xong, bạn có nghĩ cái người đó người ta có hợp tác với bạn không? Nói ngày mai thứ bảy chủ nhật em mới đi được nha, anh thông cảm em còn phải đi làm việc về nuôi vợ nuôi con đó. Nói các bạn phải tự mình sắp xếp công việc của các bạn phải tự mình dành thời gian ra để đi tìm những cái viên kim cương, các bạn phải tự mình để tìm những cơ hội. Bạn đã tìm được những người đó rồi mà bạn không đi với họ được thì cái cơ hội của bạn cứ giống như kiểu cái cơ hội nó trôi qua, các bạn cái hội nó đến rồi, cái cơ hội nó giống như xe bus nó đi qua cái cuộc đời của bạn. Bạn cứ tưởng tượng nha, bạn đang ngồi chờ ở trạm xe bus, hoặc là bạn ngồi chờ ở trạm máy bay cũng được, hoặc là cái trạm nào cũng được, hoặc là trạm xe lửa cũng được, ok xe bus nó đi tới, bạn cứ ngồi đó bạn thông dong, ok xe bus nó đi tới, bạn không có một cái tín hiệu gì hết, xe bus nó đi tới, nó đi từ từ tới luôn, rồi nó đi qua cuộc đời bạn, rồi xong bạn bị lỡ chuyến xe bus rồi. Cái xong nó vừa đi qua nó, ê sao mày không đón tao mày, tao đâu có rảnh đâu, nó ngồi nó đón bạn, bạn phải đưa ra cái dấu hiệu ok cơ hội tới phải không, bạn phải cầm sẵn cái tay, bạn phải sẵn sàng, bạn phải chụp cái cơ hội, mà muốn chụp cái cơ hội bạn phải đầu tư vào kiến thức các bạn. Khi nó tới bạn cũng không biết đó là cơ hội, xe bus tới bạn cũng biết nó xe bus, ủa này phải xe bus không ta, ủa cái này xe bus hay xe du lịch ta, bạn cứ hỏi những câu hỏi như vậy thì làm sao mà được. Người ta thấy xe bus đi qua người ta phải đứng lên, phải có dù có coi điện thoại hay làm cái gì nữa, thấy xe bus phải đứng lên sẵn sàng tư thế thì quắt nó hay là làm cái gì đó để cho nó tới các bạn. Có những người người ta đi trễ xe bus người ta chạy thấy bà nội họ luôn, xe bus nó vẫn, ông tài xế xe bus ông vẫn dừng lại, không phải đón ở trạm, đón sớm hoặc là đón trễ người ta vẫn chạy, người ta cố gắng, người ta níu xe lại, hay người ta cố gắng biết là nguy hiểm nhưng mà họ thấy cơ hội người ta vẫn lên xe bus, người ta cố gắng để người ta dù cái đó họ biết trễ nhưng mà họ vẫn đi lên được các bạn. Còn bạn ngồi đó bạn chơi không, mà bạn ngồi đó bạn thấy nó tới, bạn cũng không có một cái dấu hiệu gì để cho bạn, cho người ta thấy là bạn đã biết là cơ hội đã đến với cuộc đời của bạn thì làm sao được bạn. Và nhiều khi bạn hờ hững để cho những cái chuyến xe bus của cuộc đời bạn nó đi qua, và để cho những cái chuyến xe lửa nó đi qua cuộc đời của bạn, trong khi những người đó người ta đã về tới đích rồi, người ta có được một cuộc sống hạnh phúc, có được cuộc sống giàu sang, có được thành công, thì trong khi đó bạn vẫn phải đi tìm những cái, bạn phải đi làm những cái công việc mà bạn không mong muốn, bạn ghét cái công việc hiện tại của bạn. Cái cơ hội nó đến, bạn phải có cái năng lực hành động để bạn chớp lấy cái cơ hội đó, chớp lấy cái mối quan hệ đó, tạo mở rộng cái mối quan hệ của mình ra. Và cái việc này đó các bạn,
Nếu bạn làm được là bạn sẽ nhanh chóng thành công. Bạn biết tại sao không? Tại vì cái đất nước Việt Nam của mình á, có rất nhiều người không biết cái việc này. Họ không, cái năng lực hành động của họ không có, và họ rất là ù lì, họ rất là chậm chạp. Và cái mà mình hơn các bạn là từ nhỏ, từ 16 tuổi, 17 tuổi mình đã có cái năng lực hành động này rồi các bạn. Mình thấy cơ hội là mình bập liền rồi. Năm 18, 19 tuổi mình đã ra khởi nghiệp rồi các bạn. Mình thấy năng lực hành động mình làm liền. Và mình thấy ok, lúc đó là đi dạy tiếng Anh và đi dạy vi tính, kiếm được khá là nhiều tiền. Thì mình đã đi dạy từ lúc mình vừa tốt nghiệp phổ thông rồi các bạn, mình không có đợi. Mình đi dạy đó, mình có tiền để mình dùng cái tiền đó, đó. Mình đi ra mình đi khởi nghiệp mua máy vi tính rồi buôn bán máy vi tính các bạn. Các bạn thấy cơ hội mà bạn không hành động thì nó cũng như không thôi các bạn. Cái năng lực hành động nó cực kỳ quan trọng và nó giúp cho các bạn thành công hay không thành công là do cái năng lực đó, đó. Chứ nhận thức ai cũng nhận thức, ai cũng biết là làm công sẽ không giàu, nhưng mà sao tới 90 mấy% dân số ở Việt Nam và cả thế giới cứ nhào vô đi làm công hoài. Năng lực nhận thức ai cũng biết hết, nhưng mà cái việc hành động hay không là cái việc khác các bạn. Và một cái nữa mình nói với các bạn á, khi mà nó đụng đến tiền á, hoặc là khi mà các bạn thấy nó một cái người mà đi làm như vậy lâu năm vậy vẫn kiếm được mấy chục ngàn, mà khi một cái vụ đầu tư thôi thì bạn cũng coi nhiều rồi các bạn biết á, khi họ đầu tư một vụ thôi người ta đã kiếm được cả tỷ, thì các bạn nghĩ đi, bạn đi làm vất vả cuộc đời bạn bao nhiêu năm để bạn kiếm được cái số tiền đó, và người ta chỉ làm một vụ người ta kiếm được số tiền đó. Các bạn có bao giờ hỏi suy nghĩ không, làm sao mà mình làm được cái điều đó? Cái câu hỏi đây là phải làm sao làm được cái điều đó, rồi bằng cách nào để tôi làm được cái điều đó, chơi với ai để tôi được cái điều đó. Chứ bạn không nên đặt những câu hỏi như chắc số tôi không làm được điều đó đâu, và bạn nói chắc là tôi không thể nào mà có được những điều như vậy, cuộc sống của tôi không được may mắn như vậy, không được hạnh phúc như vậy. Rồi mình biết là các bạn xứng đáng để các bạn có giàu có hạnh phúc hơn, thì mình mong là các bạn hãy đốt cái thuyền hiện tại của các bạn đi, và các bạn hãy book vé máy bay để cho cuộc đời của bạn sang một cái trang mới, sang một cái điểm mới, một cái nơi mới, mà nơi đó thành công, hạnh phúc và tiếng cười của bạn, của gia đình bạn giòn tan trên môi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.